kênh Định Giá Ô Tô xin chào cô chú anh chị nha. Hôm nay tôi sẽ chạy review vài con đường trong trung tâm thành phố Định Giá cho cô chú anh chị xem. Con đường này, con đường Cô Giang, cô chú anh chị. Con đường Cô Giang cũng khá là nhiều người dân họ sinh sống tại đây, buôn bán đồ ăn, thức ăn, nước uống. Người dân chạy trên phố này cũng khá là nhộn nhịp, là đông vui nè cô chú anh chị. Nhưng tôi thấy con đường này còn hơi nhỏ nha. Đây ngã tư đường giữa đường Ngô Quyền, khổ ngã ba đường giữa đường Ngô Quyền và đường Cô Giang. Giờ nó quẹo trái đi, quẹo trái phải là vẫn là đường Ngô Quyền. Đây là con đường Ngô Quyền cũng có nhiều thay đổi mới trong việc đổi mới sửa chữa con đường, giờ rộng lắm nha. Không chỉ vậy thì tại đây thì cũng qua cái khu vực này là người ta cũng đã sửa chữa xây dựng một cái cây cầu cống kinh nhấn, một cái cầu kinh nhấn mới khá là rộng luôn nè. Đó. Cái này như tôi thấy cái biển hiệu để là cống kinh nhấn luôn, không phải người ta gọi là cái cầu luôn. Và qua đây thì không phải là đường Ngô Quyền nữa, qua đây ta gọi là đường Trần Phú nha cô chú anh chị. Con đường Trần Phú này cũng khá là sầm uất luôn, cũng khó là rất là nhiều hộ kinh doanh bán hàng rong, bày bán đồ ăn uống á, bán trên vòng vòng trên mé đường này nè, rồi cửa hàng đọc vật liệu xây dựng, vật liệu những cái hàng bán trang trí nội thất này nọ bán xung quanh ở đây. Ra nơi này còn có một khu chợ bên góc bên đây bên phải nè cô chú chị. Ủa, khu chợ cũng khá là đông người dân đến đây. Khu chợ này là khu chợ Nguyễn Tây Hầu. Hiện tại đang gào lại rồi. Tiếp tục chạy thẳng con đường này vẫn là con đường Trần Phú nha cô chú anh chị. Bây giờ tôi sẽ quẹo tay phải, không chạy thẳng đường Trần Phú nữa, quẹo tay phải qua con đường mặt cũ, quay con đường mặt cũ cho cô chú anh chị xem. Một con đường hướng về Hòn Đất, Yên Lương, Hà Tiên, một con đường khá là dài. Xung quanh hai bên lề đường này thì cũng có rất là nhiều hộ kinh doanh buôn bán đồ ăn thức uống nè cô chú chị đã nhìn thấy. Cái con đường này là khá nhiều người đi lại luôn, do từ những người ở khu vực xa đến về đây đó. Cái con đường này con đường trục chính để đi lên Hà Tiên luôn đó cô chú anh chị. Xe đổ về cũng đó, cũng về đây cũng rất là đông, và mình chạy về đây hướng đi thẳng là cái gì là khá là nhộn nhịp nha. Wow, có cây xanh che bóng mát đó, xanh lớn quá ta. Bây giờ cô chú anh chị có thấy không, rất là nhiều cửa tiệm tạp hóa, rồi những người bày bán, rồi những thức ăn thức uống rồi đó trên con đường này.
đó là, và đó là con đường qua Bến Đò Giải Phóng Chính đó, bên phải nè, Bến Đò Giải Phóng Chính là con đường Bến Đò đi qua bên xã Phi Thông, nhưng mà tôi không đi qua đó, tôi sẽ đặt thẳng tiếp con đường mặt cũ này. Đây xung quanh chỗ này thì cũng có nhiều cửa hàng và trang trí bán vật liệu nữa, trang trí nội thất nè, vật liệu xây dựng nhà ở nữa đó, khá nhiều hộ dân kinh doanh buôn bán ở đây. Thì ra con đường này thì có một cái trường, trường kinh tế kỹ thuật, có trường này nằm trên con đường này luôn. Đây, đây là trường cao đẳng kinh tế kỹ thuật bên tay trái nè, còn chúng chị thấy nè. Hiện tại có cũng chưa dạy học gì đâu. Rồi đây là ngã ba đường giữa đường Nguyễn Minh Khiêm và đường Mặt Cũ. Thì lẫn là đường Mặt Cũ, quẹo trái là đường Nguyễn Minh Khiêm. Chắc tôi quẹo trái rồi, chứ không quẹo phải nữa. Rồi bên trái thôi. Ôi chà. Rồi rồi đây là con đường Nguyễn Minh Khiêm. Rồi con đường sửa chữa là giờ đẹp quá, rộng rãi, thoải mái chạy trên đường này. Xung quanh hai con đường này cũng có rất là nhiều hộ kinh doanh cô chú anh chị, buôn bán hội, quán cà phê, nhà thuốc tây, đồ đầy đủ hết luôn nha cô chú anh chị. Dân ta chạy trên con đường này, một đoạn đường có nhiều hộ kinh doanh bày bán trên con đường này. Xe giá này nằm cạnh bên khu chợ 34, cái này gọi là chợ Nhà Lồng đó, thương mại đó, ở Rạch Giá có chợ Nhà Lồng cũng khá là ngồi rộng lộn lớn. Đây tới khu vực chợ Nhà Lồng nè, bên tay phải cô chú chị thấy đó, khu vực chợ Nhà Lồng 34 nè. Khu chợ đó. Tôi chạy sơ qua bên bộ ngoài bên khu vực chợ Nhà Lồng cho cô chú chị xem nha. Đây khu vực chợ Nhà Lồng nè, nó ở mặt tiền ở bên ngoài này, tôi thấy nhiều người bán sợi dây nịt,
gối, chăn nệm, quần áo. Như cô chú chị thấy nè, thấy không? Còn phía bên đây tôi thấy người ta bán là ba hàng rong, cái mà cái nước mía, ba cái đồ thức ăn nhanh đó. Phía trước chúng ta nhìn thẳng luôn đó là cái sạp bán những cái trái cây. Để tôi quẹo coi coi. Đây là mặt sau của chợ nhà Long 344 nha cô chú anh chị. Này là mặt sau nè. Rồi thôi, ta chạy vô đây. Còn đây là những sạp tiệm tạp hóa bán ba cái mứt bánh. Bên tay phải nè, quý vị thấy nè. Và góc bên tay trái đây là cái sạp bán trái cây. Bánh trái cây dơm, xoài, cam đầy đủ hết. Không chỉ vậy, kế bên đây thì có bán hoa. Thì bông hoa để trưng nữa nè. Đó, rất là đẹp nha. Wow, nguyên khu bán đồ chơi trong nít kìa. Bên đây khu chợ, phía bên quẹo trái thì là những khu chợ bán trái cây, đi thẳng là vẫn khu chợ bán những thịt, heo, bò, gà. Đây đây bên đây phải nè, có sạp thịt này được nhiều lắm nha, có bán rau củ quả nữa cô chú chị ơi. Tôi sợ khá là nhiều người dân đến đây để mua đồ. Khá đông quá. Đây là khu chợ bán trái cây, sạp rau đồ nha cô chú chị. Quá trời xe. Có nhiều cô chưa bán cá ở đây. Nếu quẹo phải thì chúng ta vào khu vực chợ nông sản nha. Đây khu vực chợ nông sản đây. Nhưng mà tôi không vô đây nữa, tôi chỉ quay ngoài thôi, giờ quay về đi. Ở đây thấy nước nhiều, dũng nước quá. Quá đông người dân đến đây, quá đông rồi cô chú chị ơi. Xin chào với tôi, xin cảm ơn cô chú chị đã quan tâm theo dõi. Thì mong là cô chú chị nhớ thích bấm like và đăng ký ủng hộ kênh giáo với tôi nha. Và video tôi kênh giáo với tôi xin kết thúc tại đây. Và xin chào cô chú chị.